Ngày 26 tháng 11, Công an thành phố Hồ Chí Minh phát cảnh báo, gần đây xuất hiện thủ đoạn giả danh cơ quan công an, gọi điện thoại cho người dân hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID, giả mạo kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Cụ thể, các đối tượng đã gọi điện và gửi đường link qua tin nhắn Zalo, Facebook, yêu cầu truy cập, cài đặt phần mềm VNEID giả mạo, có giao diện giống ứng dụng VNEID thật. Sau khi người dân cài đặt, ứng dụng giả mạo được cấp quyền truy cập mức cao, bao gồm đọc dữ liệu cá nhân và đọc tin nhắn chứa mã OTP. Các đối tượng lừa đảo kiểm soát được ứng dụng tài khoản ngân hàng, rồi thực hiện lệnh chuyển tiền trên điện thoại người bị hại và chiếm đoạt tài sản. Công an thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, công an chỉ hỗ trợ kích hoạt định danh điện tử trực tiếp cho người dân, không hướng dẫn kích hoạt qua gọi điện thoại. Người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNEID từ nguồn chính thống trên App Store đối với hệ điều hành iOS cho điện thoại iPhone và CH Play đối với hệ điều hành Android. Trước đó, tháng 8 năm 2023, một người đàn ông sinh năm 1976 bị đối tượng xấu hướng dẫn kích hoạt tài khoản định danh điện tử, rồi chiếm đoạt của ông 1,1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng. Ngày 26 tháng 11, ông Nguyễn Văn Đeo, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, cho biết vừa phẫu thuật thành công một bệnh nhân bị viêm ruột thừa cấp do mắc xương cá. Bệnh nhân là ông Hồ Văn Chính, 43 tuổi, ngụ xã Vĩnh Bửu, huyện Tân Hưng. Trước đó, ngày 24 tháng 11, ông Chính nhập viện trong tình trạng sốt cao, đau bụng dữ dội. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện vùng hạ vị bên phải của bệnh nhân có khối áp xe và dị vật xương cá. Sau đó, bệnh nhân được phẫu thuật, lấy ra một xương cá dài 2,5cm. Theo bác sĩ, thường nuốt phải xương cá, khi trôi xuống bao tử sẽ đâm thủng bao tử, trường hợp xương cá trôi xuống tới ruột thừa là hiếm thấy. Những ngày qua, thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh chuyển lạnh đột ngột, số lượng bệnh nhi đến bệnh viện thăm khám về bệnh hô hấp tăng cao. Tiến sĩ bác sĩ Trần Anh Tuấn, trưởng khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, trẻ điều trị tại khoa chủ yếu nhiễm trùng hô hấp, trong đó nhiều trẻ viêm hô hấp nặng, đặc biệt là viêm phổi và viêm tiểu phế quản. Bệnh nhi từ các tỉnh chiếm 60% tổng số ca. Còn tại Bệnh viện Nhi Đồng thành phố, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Minh Tiến, phó giám đốc bệnh viện cho biết, số ca đến thăm khám các bệnh về hô hấp gia tăng so với cùng kỳ năm ngoái, có khoảng 7% trẻ chuyển nặng phải nhập viện điều trị. Theo thống kê của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh, trong 10 tháng đầu năm, thành phố ghi nhận 238.000 ca mắc hô hấp. Riêng tháng 10, số ca bệnh gia tăng đột biến hơn 35.300 ca. Để phòng bệnh viêm hô hấp cho trẻ em nói riêng và cộng đồng nói chung, Sở Y tế khuyến cáo người dân cần rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng cho bản thân người lớn và cho trẻ em, luôn luôn che miệng mũi khi ho, khi hắt hơi. Giữ ấm cơ thể, duy trì chế độ dinh dưỡng cân đối, dinh dưỡng hợp lý theo tuổi và giữ gìn nhà cửa sạch thoáng. Công an tỉnh Bình Phước vừa cho biết, tối ngày 25 tháng 11, anh Mạc Ngọc Quý, 33 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường liên xã, hướng từ tỉnh Tây Ninh đi huyện Hớn Quản. Khi đến ấp Sa Trạch 2, xã Phước An, bất ngờ va chạm trực diện với xe gắn máy do anh Điệp Du Đê, 20 tuổi, ngụ huyện Hớn Quản, cùng hai người đàn ông khác chở nhau, chưa xác định người điều khiển, lưu thông chiều ngược lại. Cú tông mạnh khiến anh Quý và anh Đê tử vong tại chỗ, hai người còn lại được đưa đi cấp cứu trong tình trạng chấn thương rất nặng. Riêng các phương tiện bị hư hỏng nặng. Sau vụ xuất hiện 4 con chuột túi ở huyện Thạch An, Cao Bằng, ngày 25 tháng 11, mạng xã hội tiếp tục lan truyền hình ảnh hai con lạc đà, được cho là ở huyện Bảo Lạc, Cao Bằng. Tối ngày 25 tháng 11, ông Đàm Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Trường xác nhận địa bàn xã có hai con lạc đà này. Cụ thể, hai con lạc đà này được đồn biên phòng Xuân Trường phát hiện từ khoảng tháng 3 năm 2023, nhưng đến nay vẫn không ai đến nhận. Hàng ngày, chúng được thả ra môi trường tự nhiên để ăn cỏ và có người trông coi. Trước đó, báo Sài Gòn Giải Phóng đưa tin, từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 11, người dân và cơ quan chức năng ở xã Đức Long, huyện Thạch An phát hiện, bắt được lần lượt 4 con chuột túi giống loài wallaby ở Australia, giao cho cơ quan kiểm lâm. Ông Nguyễn Hữu Thiện,
Phó Cục trưởng Cục Kiểm Lâm cho biết, những cá thể chuột túi này bị các đối tượng buôn lậu vứt lại khi bị lực lượng chức năng truy đuổi. Hiện 4 con chuột túi được nuôi và bảo vệ tại Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật Hoàng Liên thuộc Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, có sức khỏe tốt, ăn uống bình thường, đang dần thích nghi với điều kiện khí hậu Sapa, Lào Cai.